xem chúng ta hôm nay có gì nhá. À, đây là một chiếc xe trộn bê tông này. Ôi, xe trộn bê tông đấy, xe trộn bê tông màu vàng này. Xe trộn bê tông đang leo lên dốc đấy. À, xuống dốc nha. Pip 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 pip, xe trộn bê tông xuống dốc nào. Pip 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 pip. Rồi một xe. Bây giờ đến lượt ô tô này. À, đây là ô tô baby này. Ô tô baby xuống dốc nào. Ô tô baby mà màu hồng này xuống dốc nào. Xuống dốc pip 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 pip. À, đây là ô tô tải này. Ô tô tải màu đỏ này. Ô tô tải là xuống dốc nhá. Ông leo lên đây ngã nhá. Nào, pip 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 pip. Ô chết rồi, đổ rồi. Ô tô tải đổ rồi. Pip 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 pip. Rồi. Ừ, cái đấy hỏng rồi. Nào, xem chúng ta có gì đã làm. À, một chiếc máy xúc này. Xúc có cả gầu xúc và cả cái củi này. Cái này gọi là máy xúc củi. Máy xúc củi màu đỏ và màu vàng. Nào, pip 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 xuống dốc đâm 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 đâm. Còn gì nữa nhỉ? À, một chiếc máy xúc to màu vàng này. Ui, máy xúc này đẹp thế. Xem nào. Wow. Đẹp quá. Nào, máy xúc lại xuống dốc nhá. Bíp 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 bíp. Máy xúc đang xuống dốc. Bíp bíp bíp. Được rồi, còn gì nữa nhỉ? À, lại một chiếc máy xúc nữa này. Máy xúc màu vàng này, màu xanh nhỉ, xanh dương này. Ui dồi, máy xúc lại xanh to thế. À, máy xúc này lại xuống dốc nào. Pi 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 pi. Rồi. Wow, vẫn còn hai chiếc ô tô này. Ô tô tí hon à? Ô tô số 1 và ô tô số 5. Ô tô số 1 thì màu vàng, ô tô số 5 màu cam. Ô tô số 1 xuống trước nhá. Bíp 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 bíp, ô tô số 1 xuống dốc nào. Ô tô số 1 xuống dốc nào. Bíp 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 bíp. Được rồi. Cho lốt ô tô số 5 xuống dốc nhá. Bíp 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 bíp. Ôi trời, lộn rồi. Được rồi, xuống dốc hết rồi. Rồi, bây giờ cho ô tô lên dốc nhá. À, cho ô tô lên dốc. Đây lên lên đây cơ mà. Nào, ô tô số 1 màu vàng lên dốc chưa? Zin 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 lên. Zin zin zin. Rồi, lên đây cơ mà. Ui dồi, ô tô màu số 5 màu cam lên dốc nha. Zin 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 zin. Được rồi. Bây giờ máy xúc lên dốc nha. Xúc lên dốc à? Cho máy xúc lên dốc đi. Không lên dốc à? Ủa? Chạy máy xúc chạy đâu rồi? Giảm máy xúc đây. À, bây giờ đây máy xúc cát à? Thằng tôm này máy xúc à? Không cần nữa. Bây giờ bố sẽ cho máy xúc màu vàng cam này lên dốc ạ. Zin 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 zin. Được rồi. À, còn một chiếc máy xúc nữa này. Máy xúc này lên dốc nhá. Zin 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 zin. Zin. Ô, không lên được. Máy này nặng quá. Lên được rồi, yeah. À,
vẫn còn ô tô tải baby à? Ô tô tải Barbie nhé. Em giống nha. Được rồi. Vẫn còn xe trộn bê tông à? Xe trộn bê tông em giống là nào? Ôi cao quá, super super. Không lên được, không lên được. Không lên được, không lên được. Lên được rồi. Rồi, hết rồi. Hết rồi, đâu? Đâu, lên dốc đi. Máy xuống lên dốc. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Chúng ta xem máy xuống đã lên dốc hết rồi. Tạm biệt các bạn. Nào, được rồi. Quay mà. Được rồi. Ui, con đào được cái gì đấy? Wow, đẹp quá. Ô tô màu vàng đẹp quá. Con đào tiếp xem nào. Ủa, con gì đấy? Con chim cánh cụt. Con chim cánh cụt à? Wow, chim cánh cụt màu gì đấy? Màu hồng pink à? Ai già? Sao sao ở chỗ này có nhiều? Màu hồng pink là cái đâu? Màu hồng pink. Ừ. Con đào tiếp đi. Máy xúc đào cái gì đấy? Máy xúc đào gì đấy? Chỗ kia cơ mà. Wow, con đào được cái gì đấy? Làm gì? Wow, cái gì đây? Ô tô màu cam à? Ô tô màu cam. Ui, sao trong đống cát lại có ô tô màu cam nhỉ? Ui, xem con đào được những gì nào. À, một chiếc xe màu vàng này. Một chiếc xe ô tô màu cam và một con chim cánh cụt màu hồng. Ô, xúc cát à? Xúc cát làm gì đấy? Xúc cát để xây nhà. Đổ thôi. Được rồi, đổ thôi. Nào, xúc cát vào ô tô thôi. Xúc cát à? Thôi đổ ô tô rồi, đừng ô tô lên, đổ mất ô tô tải rồi. Đổ ô tô tải là cái gì mà xúc cát bây giờ? À, lấy máy xúc để giúp ô tô tải đứng dậy nhá. À, máy xúc đâu? Máy xúc đây rồi. À, giúp ô tô xin. À, được rồi. Hoan hô máy xúc, hoan hô máy xúc. À, chiếc xe này cũng đổ à? À, máy xúc này giúp xe này đứng dậy nhá. À, ai à, xe này nặng quá. Ai nặng quá, ôi xe này nặng quá. Đang là tôm giúp nó đứng dậy đi. Nè, tôm giúp chiếc xe này đứng dậy đi. Đứng dậy chưa? À, được rồi, hoan hô. Còn một chiếc xe gì bị đổ kia nhỉ? Đây, chiếc xe gì bị đổ đây? Ôi, xe trộn bê tông à? Ôi, xe trộn bê tông bị đổ rồi. Máy xúc giúp xe trộn bê tông đứng dậy nhá. Này. Đứng dậy nào, đứng dậy nào. Nặng quá, nặng quá. À, được rồi. Cảm ơn máy xúc nha. Cảm ơn máy xúc nha. Xe trộn bê tông đi đây. Ô, ô tô tải Barbie lại đổ à? Máy xúc à, giúp ô tô tải Barbie đứng dậy nhé.
À, được rồi. Cảm ơn bạn máy xúc nha. Đây, xem chú máy xúc này. Tôm xúc cát à? À, chúng ta xem bạn tôm xúc cát nhá. Ây da, sỏi quá. Tôm xúc cát là bắt gì đấy? Cá rau. Cá rau. Cá rau quá. Cá rau. Ai như còn một chiếc máy xúc đang nằm ở đâu nhỉ? Ở đây không có nhỉ? Ở đây không có nhỉ? Đây cũng không có nhỉ? Cô đi tìm chiếc máy xúc nhá. Xem ở đâu này. À, đây rồi. Đây rồi. À, máy xúc này ra đây nhá. Đi ra đây để làm việc nhá. Rồi, làm việc đi. Làm việc đi. Ra làm việc nhé. Làm việc nhanh lên nào. Úi dồi, chuyện gì đấy? À, máy xúc bây giờ bắt đầu đi làm việc nhá. Zin leo lên dốc để xúc cát nào. Rồi đứng đây ha. Máy xúc cái đống cát to này nhá. Được rồi, đổ ra đây. À, máy xúc đi chơi tìm bạn ô tô tải nhá. À, ô tô tải đây rồi. Máy xúc này ra đây chơi nhá. Máy đi ra đây. Máy xúc đất ở ô tô tải. Xúc xúc cát đi, máy xúc làm gì đây? À, máy xúc ra đây để khuấy cát à? Xúc cát bằng cái đấy à? Ui dồi. Ây da, giỏi quá, máy xúc này giỏi thế nhở? Máy xúc này xúc cát bằng hai đầu à? Xem nào, xem nào.
xúc đi. Ai à, giỏi quá. Hai đầu đều xúc cát à? Máy xúc này thật là giỏi. Còn chiếc máy xúc nào nữa không? Tôm ơi. Đây này. Đâu? Ở kia có một chiếc máy xúc màu vàng có thể xúc cát được à? Ai da. Đây là chiếc máy ủi à? Máy ủi. Máy ủi cát à? Ủi cát vào trong ô tô tải à? Lại đi đổ đấy. Có phải đi đổ không? Bây giờ đi nào chứ, đi đổ cát à? Không đi đổ cát đi. Đổ ở đâu? Được chưa? Đến đây chưa? Cứ đổ à? Cứ đổ đi để xúc cát tiếp nào. Đổ đi. Đổ ở đâu? Không đổ à? Không đổ cát à? Đổ cát đi thôi. À, đổ cát ra đây à? Xong rồi, ở đây xúc cát tiếp à? Thế rồi. Zin. Được rồi. Xúc bằng máy xúc nào đây? Máy xúc bé à? Đây, chiếc máy xúc to đang đứng chơi này. À, để bổ sung máy xúc to nhá. Ơ, không được. Để tôi xúc bát vào ô tô mà xúc. Thế à? Ừ. Xúc đầy vào tôi nổ đi. Ừ.
sang thru đi. À, xúc đầy cát đi nào, đầy cát đi được rồi nào. Xúc này không làm việc gì à? Sẽ chuẩn bị tông nữa này, baby nữa này. Rồi được rồi, đây rồi, thôi chúng ta bye bye các bạn nào, thôi bye bye các bạn đi, lên lên, nào. Thôi bye bye các bạn nha, bọn tôi cũng bye bye các bạn thôi. Bye bye các bạn, chào các bạn mấy chút nha.